Rồi, xin chào tất cả các em học sinh và quý phụ huynh. Có con em mình đã học xong chương trình lớp 6 và chuẩn bị bước lên chương trình lớp 7 ha. Nghĩa là chúng ta đã hoàn thành xong cái nội dung cái chương trình của lớp 6 xong và chúng ta bắt đầu lên chương trình lớp 7. Thì theo thầy nghĩ thì tất cả các khối lớp từ lớp 6 tới lớp 12, kể cả các bạn ở tiểu học, thì khi mà lên chương trình mới thì trong cái giai đoạn nghỉ hè thì chúng ta nên chủ động học trước cái nội dung kiến thức, đặc biệt là trong cái chương trình sách giáo khoa ở trong hè. Để làm gì? Để chúng ta chủ động kiến thức. Chứ còn lên trên đợi mà khi mà vào năm học rồi các em bắt đầu học là chúng ta không thể nào mà bắt kịp được cái chương trình và bắt kịp được bạn bè. Tại vì các em cứ hiểu nguyên tắc là không phải thầy cô dạy lướt qua, mà chỉ có 45 phút mà ví dụ dạy môn toán mà một cái bài nào đó rất là dài, thì chỉ có những cái bạn học trước ở trong sách giáo khoa và giải bài tập, sách giáo khoa và sách bài tập nâng cao các kiểu, thì những bạn đó rất là chủ động về kiến thức, không sợ môn toán hay môn lý hay môn hóa hay môn sinh nữa, thậm chí là những cái môn xã hội như văn sử địa cũng vậy. Thì các em chịu khó ở trong hè, hoặc là khi có các em chơi thì vẫn chơi, nghỉ hè thì vẫn nghỉ hè, du lịch thì vẫn đi, nhưng mà khi đi chơi thì phải kèm theo cái quyển sách toán hay là sách lý gì đó, để chúng ta khi mà rảnh rảnh thì mở ra xem một bài, sau đó gấp lại chơi tiếp, cái kiểu như vậy nha. Thì trong cái nội dung clip hôm nay thì thầy sẽ chia sẻ cho các em cái phương pháp học tốt ba cái môn toán, lý, sinh. Tại vì khối lớp 7 thì chưa có môn hóa, lên chương trình lớp 8 thì thầy cũng đã làm một clip về phương pháp học tốt các cái môn toán, lý, hóa, sinh, nên sang năm các em lên lớp 8 thì đã có sẵn cái video này, và các em cứ vào kênh của thầy để các em xem có được chưa nào, để chúng ta có kinh nghiệm, đặc biệt là môn hóa là cái môn mới các bạn lớp 8. Thôi cái đấy thì sang năm thì chúng ta sẽ biết, được chưa? Thầy sẽ giới thiệu trước khi thầy chia sẻ cái cách và cái phương pháp học tốt và toán lý hóa, toán lý sinh ở khối lớp 7. Thầy sẽ thống kê minh họa tổng quát những cái nào mà còn nhấn mạnh, những cái chương nào quan trọng ở trong chương trình lớp 7 thì thầy sẽ nhấn mạnh để chúng ta, tại vì nó có những kiến thức nó liên quan tới chương trình lớp 8 và lớp 9 rất là nhiều. Các em rõ không nào? Chỉ có thầy là dạy kinh nghiệm nhiều năm thì thầy sẽ nhận thấy được cái nội dung này nó liên quan tới cái nội dung của cái khối lớp 8 là ở chỗ nào này, khối lớp 9 là chỗ nào, thậm chí là ở cấp 3 chỗ nào, nó có sự liên quan với nhau hết em nhé. Kiến thức nó là một chuỗi rất là logic giữa các khối, chứ không, nó không tách rời nhau đâu các em, được chưa nào? Thì trước khi mà ấy thì thầy sẽ giới thiệu kênh một xíu này, giới thiệu kênh nha. Kênh của thầy là, nếu các em vào YouTube thì gõ là thầy Quang, đúng không nào, thầy Quang, thì nó sẽ ra cái vòng tròn ở đây là thầy Quang toán hóa sinh, đúng chưa, thầy Quang toán hóa sinh. Thì ở trong kênh của thầy á, về phần sách giáo khoa thì thầy cũng đã làm ba bộ môn là toán, lý, sinh, và hoàn toàn miễn phí, được chưa nào. Còn riêng sách bài tập thì thầy có làm toán với lại lý. Thì ở phần sách bài tập có toán lý là đầy đủ là cả năm em nha, cả năm. Thì bạn nào mà muốn đăng ký khóa học online thì vào biểu mẫu trong kênh của thầy đăng ký, hoặc là liên hệ thầy qua số điện thoại 0348610656 để chúng ta có thể nhận đầy đủ đường link để chúng ta học. Nếu mà phụ huynh và các em nào mà đã đăng ký ở lớp 6 thì chắc chắn sẽ biết được điều này. Và nó cũng rất là rẻ thôi các em, một học kỳ thầy chỉ lấy 200k thôi, rất là rẻ. Ok, nếu mà đăng ký combo một cả năm thì thầy sẽ giảm xuống còn 700. Đáng lẽ 800 nhưng mà lấy 700 thôi. Ok, nghĩa là đăng ký combo thầy sẽ chắc chắn sẽ giảm rồi. Là cái thứ nhất ở trong kênh của thầy hiện tại có như vậy. Được chưa nào? Còn đối với năm nay thì thầy sẽ quay cái gì này? Cái năm nay này, thầy sẽ quay này. Thầy sẽ quay đó chính là gì game? Đó chính là sách bài tập phần bổ sung. Phần bổ sung và nhớ là miễn phí. Ở trong cái phần sách bài tập thì nó sẽ có phần bài tập bổ sung mà thầy trong những cái năm trước thì thầy chưa quay được. Thì năm nay nói chung thầy đang tập trung quay các anh chị lớp 12 rất là nhiều, nhưng mà thầy cũng sẽ sắp xếp để cho các em ngày nào và tuần nào cũng có video để các em học ha. Thì thầy sẽ quay sách bài tập bổ sung, và cái này thầy không thu phí, là hoàn toàn miễn phí. Và thầy sẽ up ở đâu? Đó chính là up ở trên kênh, ở trên kênh của thầy. Nên các em cứ đăng ký kênh nha, đăng ký kênh, có chữ đăng ký á, các em đăng ký kênh và nhấn vào cái quả chuông này
nhấn vào cái quả chuông đó, nhấn vào đây để các em nhận được cái gì, nhận được cái đây cái chuông này các em, nhận được thông báo từ kênh của thầy, khi mà thầy up video nào thì chúng ta sẽ nhận được thông báo. Mục đích cái chuông này là như vậy, các em hiểu chưa nào? Đó, cái cách thức là như vậy, hiểu chưa? Năm nay thầy sẽ quay không phải ở lý và sinh mà thầy sẽ quay toán và phần sách bài tập bổ sung. Còn riêng về phần sách bài tập thì thầy đã quay xong hết rồi. Các bạn muốn học thì nhớ phải đăng ký khóa online giùm thầy. Rồi, trở lại vấn đề chính trong clip hôm nay là thầy sẽ chia sẻ đầu tiên, một đó chính là môn toán. Thì cái nguyên tắc để học tốt á, là các em này, thầy nói chung ở cả ba bộ môn luôn trước nha. Đối với toán lý luôn, cực cả sinh, thì chúng ta phải đọc sách giáo khoa trước. Sau đó các em mình xem video sách giáo khoa của thầy giảng. Sau đó các em sẽ tự làm bài tập ở sách giáo khoa. Sau đó các em mình mở video của thầy xem, của phần bài giảng về phần bài tập sách giáo khoa. Sau đó trình tự tiếp theo là các em sẽ tự làm sách bài tập tương tự như vậy. Sau đó các em sẽ mở video của thầy ở phần sách bài tập, sau đó tự làm sách nâng cao, sau đó các em sẽ xem cách trình bày và cái lời giải của phần sách nâng cao, xem thử mình làm đã đúng chưa. Nghĩa là chúng ta ở đây chúng ta sẽ xem kết quả chúng ta đã đúng chưa. Nếu em đúng rồi thì xem được cách trình bày đã hợp lý chưa, đã logic chưa. Có nhiều bạn biết cái kết quả, ví dụ tôi biết cái đáp án đó là bằng x mũ 2 đi, nhưng mà bây giờ không biết cách trình bày làm sao để ra được cái đáp án này, thì cái phần mà cách trình bày nó cũng rất là quan trọng. Tại sao hai bạn ra kết quả giống nhau nhưng một bạn thì được 9 điểm nhưng một bạn được 10 điểm? Tại vì cách trình bày nó rất là hợp lý, rất là logic, giống môn văn em, nó không phải có mở bài, thân bài và kết bài. Thì giáo viên đọc vô, ví dụ như tả con gà đi, thì nhà em có nuôi một con gà trống gì đó, buổi sáng nó hay cất cái ghế đó, mở bài rất là ok. Sau đó thân bài là cái màu lông của nó đen xì hay gì đó, rồi tới kết luận là gì đó, cái kiểu như vậy. Thì môn toán này cũng vậy, chúng ta cũng phải có cái cách trình bày cho nó hợp lý, các em hiểu chưa nào? Đó, thì thầy biết cái gì thầy sẽ chia sẻ cho các em. Về phần môn toán á, cái cách học toán tốt thì chúng ta phải tuân theo cái nội dung này. Thì trong cả cái năm học năm lớp 7 đó, thì cái phần hình học chúng ta phải chú ý thầy ở phần hình học này. Thầy nói phần hình học trước nha, nó rất là quan trọng, nó dựa trên cơ sở của năm học lớp 6, đó chính là ở cái bài số 9, đó chính là chúng ta học về tam giác. Nghĩa là trong cái chương trình lớp 7 này, phần hình học chúng ta học toàn bộ gần như là của phần tam giác. Các em hiểu nè, về phần tam giác ở trong chương 1 thì các em chưa học về tam giác, đó chính là chúng ta học về đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song. Thì chúng ta học ở trong đó, ví dụ các cái bài dùng hai góc đối đỉnh cũng rất là quan trọng. Các em nhớ là hai góc đối đỉnh thì luôn luôn bằng nhau, đối đỉnh như này, hình chữ X. Chúng ta học là chúng ta sẽ biết. Video thầy giảng đã chi tiết rồi. Ở trong này thì nó có một tiên đề Euclid rất là quan trọng các em nhé. Tiên đề Euclid rất quan trọng, và phần số 7, cái bài số 7 định lý cũng cực kỳ quan trọng. Chúng ta sẽ biết được là trong một cái đề bài người ta sẽ cho ở phần nào là giả thiết và phần nào là kết luận. Giả thiết là phần cái mà người ta đã cho sẵn em để cung cấp cho chúng ta, gọi là muốn xây ngôi nhà thì chúng ta phải có gạch này, có đá, có xi măng, đúng không? Thì cái phần đó chính là phần giả thiết. Còn cái phần kết luận là cái phần chúng ta cần phải chứng minh, thì đó chính là cái phần mà chúng ta thu được, đó chính là ngôi nhà chúng ta đang ở. Chúng ta hình dung như vậy là rất là dễ hiểu. Qua phần ở chương 2 và chương 3 chúng ta học gần như hoàn toàn về tam giác hết. Về tam giác thì chúng ta nghĩa là bài nào chúng ta cũng có sự quan trọng trong đó, nhưng các em chú ý ở các cái trường hợp, ví dụ như bằng nhau của tam giác là cạnh 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 này ha, cạnh góc cạnh này, góc này phải xen giữa này, góc cạnh góc này đó. Sau đó chúng ta sẽ học về cái định lý Pythagore. Cái này nó liên quan tới chương trình tới lớp 12 luôn các em nhá. Cái định lý Pythagore này liên quan tới không chỉ là lên lớp 8 mà lên tới chương trình phổ thông luôn. Cái định lý Pythagore này rất là quan trọng, các em rõ chưa nào? Sau đó chúng ta sẽ đi về các cái đường, ví dụ như là phân giác này, rồi đường cao này, rồi trung trực này, không, trung tuyến này, các cái đường này nó cực kỳ trung tuyến, nó rất là quan trọng em.
Tại vì lên chương trình lớp 8 thì nó là dựa vào những cái phần này để học về ví dụ tam giác đồng dạng này nọ các kiểu. Thì trong chương trình lớp 7 thầy nói cái môn này, tổ hình này gọi là gốc. Gốc gốc ở cả lớp 6 và lớp 7, nhưng đặc biệt ở năm lớp 7 này là cái gốc này là rất là nhiều. Nó liên quan tổ hình. Nếu mà các em để mất gốc thì lên lớp 8 và lớp 9 chắc chắn em học không nổi, đừng nói chi là chương trình phổ thông. Em phải nhớ như vậy. Và quý phụ huynh, nếu như mà con em mình mất gốc từ năm học lớp 6 thì ngay lập tức trong hè này phải lấy lại gốc, và đặc biệt phải học chắc ở môn toán hình ở năm học lớp 7 này. Gốc là ở đây nha. Về phần đại số, đại số thì chúng ta cũng đầu tiên chúng ta học về chương 1, đó chính là số hiệu tỉ. Số hiệu tỉ, hiệu tỉ thì thực chất nó cũng có dạng là a phần b, và ký hiệu tập số hiệu tỉ đó chính là quy. Thì a phần b thì ở trong chương trình lớp 6 về phân số chúng ta được học rồi. Ví dụ cộng trừ số hữu tỉ thì chúng ta được học về phép cộng phép trừ phân số rồi. Nhân chia cũng vậy. Giá trị tuyệt đối chúng ta được học, lũy thừa cũng được học rồi, không? Thì ở trên này nó có một cái hơi khác, đó chính là ở phần bài số 7 tỷ lệ thức. Ghi nhớ giùm thầy ở cái phần tỷ lệ thức này, thì lên chương trình hình học lớp 8, nó liên quan này, hình học lớp 8 thì nó có liên quan rất là nhiều ở cái bài tỷ lệ thức này của chương trình lớp 7 nha. Được chưa? Tỷ lệ thức ở chương trình lớp 7 nó liên quan tới chương trình hình học lớp 8 ở phần tam giác đồng dạng. Tam giác đồng dạng. Tại vì khi đó chúng ta sẽ lập các tỷ lệ các cặp cạnh rất là nhiều. Tại vì thầy là một người thầy dạy toán nó cực kỳ lâu rồi, từ năm 2007 giờ, nghĩa là nó có khả năng hệ thống là những cái phần nào mà nó liên quan với nhau hết, nó liên quan với nhau hết chứ không tách rời các em nhé. Đấy. Về phần tam giác đồng dạng này. Được chưa nào? Hoặc là về tính chất của dãy tỷ số bằng nhau cũng rất là quan trọng. Rất quan trọng em nhé. Làm tròn số cũng quan trọng. Được chưa nào? Làm tròn số. Về số thực, số thực thì cái tập hợp ký hiệu của nó là chữ R. Được chưa? Cái này là nó bao gồm tất cả tập tập hợp số chúng ta được học. Tập hợp số ở đây chúng ta được học đầu tiên là số tự nhiên này, số tự nhiên các không, tập hợp Z là số tự số nguyên, rồi tới tập số hiệu tỉ ha, và tới tập số thực, các tập số như vậy. Qua tới chương 2. Cái chương 2 thì về hàm số và đồ thị. Hàm số và đồ thị thì lên cái này nó lại liên quan tới chương trình lớp 9. Lớp 9 chúng ta sẽ được gặp cái anh này lại, hàm số đồ thị. Lên lớp 9 chúng ta sẽ được học lại phương trình đồ thị bậc nhất. Ở lớp 7 thì chúng ta chỉ là y bằng ax thôi. Nhưng mà lên chương trình lớp 9 sẽ là y sẽ bằng ax cộng b, với lại là y sẽ bằng ax bình phương. Cái này của lớp 9 này, cái này của lớp 7 này. Nhưng khi các em học rành ở chương trình lớp 7 thì lên cái việc vẽ đồ thị ở này rất là dễ. Các em rõ chưa? Đó. Còn qua ở học kỳ 2 chúng ta học về thống kê. Thống kê thì rất là dễ rồi. Thống kê rất là dễ, cực kỳ dễ ở chương thống kê. Và ở học kỳ 2 chúng ta phải lưu ý ở cái chương 4 là chương cuối cùng, đó chính là biểu thức đại số. Về phần biểu thức đại số này nó rất là quan trọng, nó liên quan tới chương trình lớp 8 rất là nhiều. Liên quan tới chương trình lớp 8 cực kỳ nhiều luôn em. Ví dụ trong chương trình biểu thức đại số này, chúng ta học về đơn thức này, đơn thức đồng dạng này, thu gọn này, cộng trừ đơn thức đồng dạng các kiểu. Thì lên chương trình lớp 8 này chúng ta học về về đa thức, nhân đa thức với đơn thức với đa thức, rồi đa thức với đa thức, rồi nó cũng thu gọn rồi này nọ. Nào, chúng ta học tới chương trình này chúng ta sẽ biết, nghĩa là ở đây nó liên quan tới chương trình lớp 8 rất là nhiều. Còn riêng cái chương thống kê thì lên chương trình lớp 10 chúng ta mới được học lại. Kèm nhau thống kê. Thống kê người ta đếm thì cái chương này nó dễ, cực dễ rồi các em. Nói tóm lại, ở trong cái chương trình mà cái môn toán lớp 7 này thì thứ nhất cái môn hình học về phần tam giác rất quan trọng, thầy đề nghị các em quý phụ huynh phải chú tâm mà học. Về phần đại số thì gần như chương nào cũng quan trọng em, chỉ có cái chương thống kê thì dễ nhất thôi, nên ta phải hết sức tập trung. Về phần môn đó là môn lý, đó chính là môn toán. Về môn lý này, môn lý thì các em nhớ rằng là kiến hai nhỏ này lý này, kiến thức lý của lớp của các khối lớp là gần như rời nhau. Nhưng ở đây ở chương 1 quang học, quang học ở chương 1 này chương 1 chúng ta được học về quang học. Và nhớ chúng ta cái chương 3 đó chính là điện học. Thì cái này liên quan tới chương trình lớp 9, đặc biệt là ở chương 3 này nó liên quan tới cái chương 1 của lớp 9.
Chung một của lớp 9 ta cũng sẽ học lại vấn đề điện học. Chúng ta cũng học được về cường độ dòng điện, hiệu điện thế, cách mắc nối tiếp, cách mắc song song, vân 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 vân. Còn về phần quang học thì chúng ta học trên kia về của lớp 9 là về màu sắc, ví dụ các cái gam màu, màu đỏ, vân vân. Khi nào lên lớp 9 ta sẽ biết. Về phần quang học á, ở chương 1 và chương 2 về quang học và âm học thì chủ yếu là cái chỗ này là phần giải thích rất là nhiều, giải thích tại sao. Giải thích nghĩa là ở đây người ta sẽ đặt ra những câu hỏi tại sao, để tại sao để các em có thể giải thích những cái hiện tượng, sự vật nó như vậy. Nhưng qua ở chương 3 phần điện học, ở trong chương 3 này chúng ta cần phải có sơ đồ, vẽ sơ đồ mạch điện này, sơ đồ mạch điện này, rồi công thức này, không công thức ví dụ như là mắc song song, mắc song song hay là mắc nối tiếp thì công thức của hiệu điện thế như thế nào, cường độ dòng điện như thế nào, không thì chúng ta cần phải chú ý được chứ nào. Thì riêng phần kiến thức lý thì thầy nghĩ nó dễ, nó không khó, và cái độ mà logic của nó thì không thể bằng môn toán được, nghĩa là nó hơi rời em, hơi rời nha. Còn chương riêng môn toán là nó sẽ logic từ dưới lên trên, nó không có nó bị rời, được chưa? Ta phải chú ý như vậy. Còn riêng tới môn sinh bảy thì chúng ta được học về động vật nha. Ở trong chương trình lớp 6 thì chúng ta được học về thực vật, còn chương trình lớp 7 chúng ta học về động vật. Chúng ta phải nhớ này, nó sẽ chia thành hai nhánh như này. Nhánh thứ nhất là động vật không xương, không xương nghĩa là không có xương sống đó. Nhánh thứ hai lớn là đầu tiên, thứ hai là động vật có xương nha. Không xương thì chúng ta sẽ được học thấp nhất ở đây là động vật nguyên sinh. Động vật nguyên sinh ví dụ trùng roi. Chúng ta học về phần động vật này, chúng ta phải thấy được cái chiều hướng tiến hóa của nó. Em nhớ này, chiều hướng tiến hóa. Chiều hướng tiến hóa nghĩa là gì? Chiều hướng tiến hóa nghĩa là ví dụ như ở con này, ở con sâu thì chắc chắn sẽ tiến hóa hơn con trước. Thì lấy ví dụ nha, ở phần động vật có xương nhỏ dễ hiểu. Động vật có xương thì chúng ta sẽ được học từ lớp cá này, tới lưỡng cư này, rồi tới bò sát này, rồi tới chim này, rồi tới thú này. Nghĩa là ở đây thầy muốn nói lưỡng cư ở đây nghĩa là chúng ta sẽ được học con ếch. Nghĩa là chiều hướng tiến hóa là xem thử ếch. Ếch là con ở phía sau, còn cá là con thấp nhất của động vật có xương. Thì xem thử ếch nó sẽ tiến hóa hơn ở cá ở cái đặc điểm nào. Thầy lấy ví dụ như tim của ếch có 3 ngang à, nhưng mà tim của cá có 2 ngang thôi. Thì đó là một cái điểm tiến hóa. Chúng ta hình dung như vậy. Cơ cả khi chúng ta học về động vật không xương cũng thế. Thì đầu tiên ở trong phần động vật không xương này, chúng ta sẽ được học về động vật gì? Động vật nguyên sinh. Ví dụ trùng roi, trùng mình hình trùng dày rồi đó. Rồi tới gì? Ruột kho, vân vân. Nghĩa là ở trong phần mục lục, ở trong phần giáo khoa đã có. Ví dụ thủy tức, ruột kho này. Và tới các ngành thân mềm, ví dụ như là trai song hay gì đó. Và tới các ngành dung, dung tròn, dung dẹp, rồi tới chân khớp rồi gì đó, không? Thì chúng ta phải biết được nó sẽ xuất hiện những cơ quan nào nó tiến hóa hơn những cái thằng ở phía sau. Là cái khi chúng ta giải quyết được vấn đề này thì chúng ta cảm thấy cái môn này rất là hay. Và các em lưu ý là trong phần đầu có xương này thì cao nhất đó chính là lớp thú và thấp nhất đó chính là lớp cá, nhớ như vậy. Còn ở trong cái phần động vật không xương này thì thấp nhất đó chính là động vật nguyên sinh, còn cao nhất đó chính là ngành trong khớp, được chưa? Trong khớp ví dụ như châu chấu rồi đấy, tôm sông rồi em hiểu chưa nào? Thì con sâu sẽ tiến hóa con ở phía trước nó, ở phía sau và ở phía trước. Sâu thì sẽ tiến hóa hơn phía trước, nhớ chúng ta như vậy. Và nó tiến hóa đặc điểm nào thì chúng ta phải lấy một quyển vở hay một cái sổ đó, chúng ta phải ghi thì những điểm tiến hóa ra. Đó, thì các em sẽ so sánh và các em sẽ hệ thống lại, và các em thấy môn sinh này rất là hay. Và trong lớp thú này chắc chắn là con người, trong này chắc chắn sẽ có con người chúng ta. Nhưng mà con người này thì chúng ta sẽ được học ở trong chương trình sinh học lớp 8, học toàn bộ về chương trình về người. Tất cả cơ quan bộ phận từ đầu đít rồi tai rồi mũi rồi các kiểu là học hết, tất đồng tật cơ quan gì cũng lộ lộ là liễu ra hết ở chương trình lớp 8 nha. Ok, được chưa?
À, như vậy thì thầy cũng hy vọng là trong cái năm học sau khi thầy tổng hợp lại ba cái môn toán lý sinh trên một clip này thì gần như tất cả kiến thức nó cũng đã nằm ở trên cái, hồi nãy giờ thầy đã nói rồi. Chỉ việc bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào học ở bài số 1 ngay ngay và luôn. Thầy nghĩ là như thế. Chúng ta cũng chơi du lịch cùng với bố mẹ, tại vì hè mà, hè là phải đi chơi. Nhưng mà chơi ăn chơi không quên nhiệm vụ, cơ cả thầy cũng vậy tham hè thầy cũng vẫn đi chơi này nọ, nhưng thầy cũng sẽ tranh thủ thời gian để mà quay quay để ra những clip cho các em ở trong thời gian hè này, chứ không vào năm học thì thầy rất là bận em, dạy trên trường rồi dạy thêm rồi phụ đạo rồi các kiểu. Con của thầy năm nay học lớp 6 nữa, thầy phải chỉ cho nó chứ không là nó lại không có kiến thức này nọ thì cũng chết đúng không nào. Nên là thầy phải tranh thủ thời gian từng ly từng tí, sắp xếp sao cho khoa học, cũng tăng cường chơi thể thao, các em phải nhớ nhá. Chúng ta học học cũng phải chơi thể thao, du lịch, đi chơi bạn bè, bớt chơi game, thậm chí là không chơi game nha. Ok. Như vậy thì nói chung có nhiều cái thầy muốn tâm sự nói với em nữa, nhưng mà thôi tới đây thì kết thúc trong quá trình giảng dạy. Thì có vấn đề gì các em cứ comment và hỏi thì thầy sẽ tới đâu thì chúng ta sẽ thầy sẽ giải thích tới đó. Chứ giờ cũng không biết gì nói nữa. Nên chúc em học tốt và cố gắng trong năm học này, chúng ta sẽ đạt được học sinh cao nhất, đó chính là xuất sắc, học sinh giỏi, con ngoan của bố mẹ, và có thành tích thì cũng khoe với bố mẹ với thầy nha. Thầy online cũng các em cũng thấy mặt của thầy rồi, nhưng mà thầy trò mình không có được gọi là ngồi học trực tiếp được với nhau thì thôi, cũng qua những clip của thầy thì coi như thầy là người thầy thứ hai của các em đi, còn thầy cô trên trường là người thầy thứ nhất rồi. Ok, được chưa? Thầy là người thầm lặng ở phía sau của các em thôi, được chưa nào? Bye bye các em nha. Trong quá trình học thì nhớ đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông, nhớ chia sẻ bài giảng của thầy trên Facebook hoặc là ở trên mạng xã hội gì đó với bạn bè hàng xóm chung lớp, rồi nếu có điều kiện thì đăng ký khóa học online ủng hộ thầy, nó cũng không đáng bao nhiêu các em nha. Ok, bye bye các em, nhớ xem quảng cáo ủng hộ thầy luôn nha. Ok.